Dạ, em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì kênh xin chia sẻ cùng quý cô chú anh chị mình một lô mai cúc thọ hương. Cây tàn rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị, hàng già mùa luôn quý cô chú ha. Cây này mình chuẩn chơi Tết 2023 luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ, hôm nay thì mình giao lưu có cúc thọ hương với lại ba cây mai giảo đa phúc ghép phong mai tàn đế đẹp luôn quý cô chú ha. Chúc cô chú anh chị mình xem clip thật là vui và chọn được cây mai thật là ưng ý luôn ha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em xin mời quý cô chú mình vào xem clip giới thiệu mai hôm nay của anh Tám luôn ạ. Dạ, rồi chào chào Phương, chào cô chú, chào chị cả nữa ha. Hôm nay em có gì ở lô cúc thọ hương ha, già mùa hai mùa mấy rồi ha, để cho lô cô chú chị ở nữa ha. Rồi đầu tiên vô cây số 77 ha. Dạ, 77 77 đó cô chú, cây cúc thọ hương tàn rất đẹp luôn ha cô chú chị. Cây này là lá trái rất là dày nha, này già mùa dữ lắm rồi. Cái này nó còn ra một cây nữa ha, hai ba cây lá nữa dữ lắm, gần liền à. Hai mùa mấy, Tết này là ba mùa ha, có cũ luôn ha. Cái cũ nữa, cũ đó là 24 ha. Hoành thân nó là 14. Dạ. Cao là 78. Chân ngang là 84. Rồi mã 77 em giao lưu giá 1.300.000 ha. Dạ, 1.300.000 nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi. 78. Đó. Cũng một cây già mùa ha. Cái này già mùa, Tết này bông dữ lắm ha. Cái này nó cây này nó hai bo nó gắn liền cái mặt cắt luôn ha, cái cây chú chị. Thọ hơn mà già mùa là Tết này bông dữ lắm ha. Quanh 14. Dạ. Khó, cụ đế nó khó rồi quá, cụ đế nè ha. Đó. Này cũng không móc lên ha. Cao là 81. Ngang là 83. Rồi mã 78 giao lưu giá 1.200.000 ha. 1.200.000. Số 78. Cúc thọ hương nha quý cô chú à. 78. Nó quá đẹp luôn. Dạ rồi. À, đây này gà mùa nữa ha. Này ghép ba bo ha. Muốn liền cái đầu chân à, liền cốt luôn rồi. Một bãi bế lên ha quý cô chú. Đế nó có ha, nó có đế mà em không có bư ra. Dạ, cái này mình ghép được 3 bo. Nó liền ở trên luôn rồi ha. Nó mặt cắt mà ghép nó liền luôn rồi, ba bo nó liền nhau luôn rồi. Dạ. Già mùa dữ lắm rồi. Nè Tết này là ok luôn đó. Dạ rồi. Quanh 17 ha. Dạ. Chiều cao 90. Ngang 75 ha. Rồi mã 79 giao lưu giá 1.300.000 ha. Dạ 1.300.000 nha cô chú chị. Tàn tròn. Có đế rồi luôn ha, cái tròn quay ấm hỉnh luôn ha. Cây này Tết là để vô bằng thùng khách là ok ha. Dạ. Rồi. Đó, 80 đế nữa ha. Đế nơm ha. Tàn thông luôn nha cô chú chị. Ừ.
vô dây chính sữa đều tàn hết trơn rồi chú chú ha. Cái này gì à, tới nước à, chút ghẻ rồi tết là chơi à, không cần gì nữa ha, sâu rồi. Tổng hoành đế của nó là 28 ha. Hoành thân nó là 15. Dạ, cái này ba body mà cắt luôn nha cô chú chị. Cao là 94. Ngang là 73. Rồi mã 80 giao đi lưu là 1 triệu 3 luôn ha. Dạ. 1 triệu 300 ngàn. Dạ rồi. Nha. 81. Ôi trời, cái tàn luôn. Tàn đẹp luôn ha, cái cũ đẹp luôn. Này cái cũ quá đẹp luôn. Này ghép hai bo. Dạ. Cái cũ còn do luôn nha cô chú. Dạ, cũ nó. Cũ của nó là 22 ha. Cái này liền mặt cắt luôn nha. Thì hoành nó hoành 12 ha. Dạ. Chiều cao 60 83 ha. Ngang 81. Rồi mã 81 vô lô giá 1 triệu 200 ngàn ha. Dạ 1 triệu 2 luôn nha cô chú anh chị. Thọ hương luôn, thọ hương luôn. Nó nay em về nguyên lô thọ hương ha. Dạ. Có ba cây giáo đại thúc ba phúc. Cái này cũng có cũ luôn. Có đế đẹp luôn nha mấy cô chú anh chị. Ghép hai bo luôn ạ. À. Cũ của nó là 19 ha. Dạ. Hoành là 12. Cao là 75. Ngang cũng 75 luôn. Rồi mã 982 giao lưu giá 1 triệu ha. Bao xếp bao chậu luôn ha. Dạ, cây già mùa ha. 1 triệu chẳng luôn ạ. Tàn đẹp luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ. Bao cũng cây cũ đẹp ha, đế đẹp luôn ha. Cây là ghép 3 bo. Nguyên lô này nó đều gan sữa. Tổng hoành đế nó là 25. Hoành là 13. Cao là 82. Ngang là 77. Rồi mã 83 giao lưu giá 1 triệu 100 ngàn ha. Dạ, 1 triệu 100 ngàn. Rồi em đổi nha. À, hôm nay mình giờ về một lô cúc thọ hương tàn đẹp già mùa. Đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Kính mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho anh Tám ạ. Có điện thoại thì em có nghĩ trong phần mô tả phần tiêu đề cho mấy cô chú. Rồi. Cái này quái quái giống thú à. Nè. À. Sao giờ trước. Dạ. Dạ. À, cái hoành đế nữa. Tổng hoành đế của nó là 33. Dạ. Ba bo liền mặt cắt luôn hả? Hoành nó là 13. Chiều cao. Chiều cao nó 75. Ngang 71. Rồi, mã 7 mã 84 giao lưu giá 1 triệu ha. Dạ, 1 triệu chẳng luôn ạ. À. 84. 85. Hàng này cô chú anh chị mình để ngay cái phòng khách là quá ok luôn nha cô chú anh chị. Tết nay chơi bông là vàng rực chứ nha. Và cô chú anh chị mình xem cái đất lá này nó rất là dày luôn ạ. À. Mình ghép được 3 bo.
này đế nó ngộ ngộ ha. Đế quá quá nhóng lên cái đuôi gì. Giờ lại không số luôn à. Cũ nó. Rất là kỳ chà. Cũ nó là 21 ha. Hoành 13. Chiều cao 77. Ngang 72. Rồi mã 85 giao lô giá 900 ngàn ha. Dạ 900 ngàn. Mã số 85. Dạ rồi. 86. Đó. Rồi cái này thì nó hơi siêu siêu. Siêu siêu. Vẫn hơi siêu. Vẫn khum giống hú ngồi xâm á. Vẫn hai bo luôn ha. Rồi hoành là hoành 15 ha, vị trí 15 ha. Dạ. Hai bo mà liền mặt cắt luôn nha cô chú anh chị. Cao là 73 ha. Ồ 79 ha. Tàn đẹp luôn cô chú ha. Ngang là 67. Rồi mã 86 giao lô giá 900 ngàn luôn ha. Dạ 900 ngàn mã số 86. Dạ em đỡ cây luôn ạ. Quá. 87 nó còn quầy luôn ha. Không có đế, không có móc, có đế gì đây, trần cây nào không có đế không móc lên ha. Đó thấy không? Có đế nè. Không móc chưa. Hoành là 14. Cây này là liền luôn rồi nha cô chú anh chị. Cao 78. Ngang 82. Rồi mã 87 giao lưu giá 1 triệu ha. Dạ. Bao xếp bao chậu luôn ha. Số điện thoại em là 0917359719 ha. Số Zalo luôn ha. Dạ. Em đợi ha. 88 quái, ghẻ quái rồi. Giống giống cái đuôi rồi. Hoành 13. Tổng cái hoành đế của nó kìa. Này có đế luôn ha. Tổng hoành đế là 29 ha. Ghép được 2 bo, bo lớn nha quý cô chú anh chị. Cao là 82. Ngang là 84. Rồi mã 88 giao lô giá 1 triệu luôn ha. Dạ, 1 triệu chẳng luôn à. Rồi. Em đổi luôn à. 89. 89 một cây thọ luôn. Ừ, luôn. Cái này tròn đều hết. Còn luôn, giống cái thông ha. Hàng này mình chuẩn chưa hết hay không hôm ba luôn với cô chú ha. Này ra thêm hai cây lá rồi bích chịch luôn ha. Tết này bông mịt mùa ha. Bao bông luôn, bao chơi luôn á. Hàng Tết luôn. Cũ của nó ha. Cũ nó được 22 ha. Dạ. Hoành. Hoành nó là 12 ha. Dạ. Cái này gấp 3 bo lớn nha cô chú anh chị, cỡ bằng ngón tay, bự hơn ngón trỏ em. Cao là 78. Ngang là 63. Rồi mã 89 em giao lưu giá 1 triệu luôn ha. Dạ, 1 triệu chẳng luôn ạ. Giờ em đổi luôn nha. Mấy cây này nó hoành nó nhỏ ha, mà nó già mùa mà cây mạnh khỏe ha chú anh chị. Tàn đẹp luôn. Ừ, tàn đẹp luôn, giá nó hơi này nó cũng hơi ấy nhưng mà nó đẹp ha. Bên em mà bao xếp bao chậu luôn ha. Cây này có đế luôn nữa nè. Em không có móc ha. So sánh giùm em mấy cây tuy hoành nó nhỏ nhưng mà cây đẹp ha, mạnh khỏe, cây này tê tết là bao hàng ha. Cái này
này nuôi tết nay nữa là ba mùa, bởi nó hơi cứng hơn mấy lô trước, thấy vậy nó hơi cứng hơn mấy lô trước nhưng mà nó già mùa. Hoành 14. Dạ, liền mặt cắt luôn rồi nha cô chú anh chị. Cao là 89. Ngang là 85. Rồi mã 90 Zalo giá 1.200.000 ha. Dạ, quá trời cái tàn luôn rồi. Quá trời đẹp luôn. Đây này là xuất sắc nha. Rồi. Họ hơn mà tàn nó gì quá đẹp luôn ha. Già mùa nữa ha. Đó, 91. Cũ hả? Này ớt cũ. Đó, cũ kìa. Cũ trùng quay như cái banh luôn nè. Cũ đó là 23 ha. Hoành thăng của nó là 13. Cái này mình dắt được 3 bo nha mấy cô. Chiều cao đó là 78. Ngang là 74. 91 Zalo giá 1.100.000 ha. Dạ. Dạ. Đổi luôn hả? 92. Cái tàn lùng lực luôn mấy cô chú. À, quá trời luôn. Âm thầm luôn ha, tích chịch luôn. Tết nay là cái tàn bự hơn nữa nha mấy cô chú anh chị. Nghe có đế hay trơn, lắp rồi hết mà. Sợ nó yếu ha, không có môi lên ha. Hoành 12 nè, nó củ dạ. Đế nó thấy không? Ừ, nhỏ luôn. Cái này thì mình ghép cũng hai bo lớn luôn ạ. Cao là 80. Ngang là 83. Rồi nhìn mã 92 Zalo giá 1.200.000 ha. Dạ 1.200.000 cúc thọ hương lùng lực tàn tròn lớn tàn luôn nha cô chú. Nè dính nè. Ôm ha. Không ơi nhỏ mà thấy nó tàn nữa nè. Ôm không hết luôn. Rồi. Nhỏ mà ôm vậy nè. 93. Đó, cây củ đế quá ha. Củ đế này nó cúc thọ hơn luôn mấy cô chú. Củ này đẹp ha, đế đẹp. Củ đế đó là 26 ha. Hoành thăng nó là 14. Cao 85. Ngang là 82. Này củ đế đặt luôn ha, còn quay dưới ha. Rồi mã 93 Zalo giá 1.200.000 ha. Dạ. Dạ rồi. Cô chú anh chị mình đừng ý cái nào liên hệ với số điện thoại của anh Tám giúp em nha mấy cô chú. Rồi 94. Rồi lùng lực luôn nha. Quá luôn này. Quá sáng cái tàn luôn. Mẹ cổng con ha. Cái này nó quái gì ha. Để khéo cho anh. Mẹ đang cổng đứa con nè nọ. Chú đế quái luôn. Rồi. Tổng hoành đế của nó. Tổng hoành đế nó 25 ha. Đó, thằng mẹ. Thằng mẹ là 11 ha. Tổng hai mẹ con nó, hai thằng hai mẹ con luôn là 17 ha. Dạ, cái này mình giúp được 3 bo liền mặt đất nó luôn đó chị, cái chọc rất là lớn ha. Chiều cao nó nè. Chiều cao là 80 ha. Ngang là 85. Rồi mã 94 Zalo giá 1.300.000 ha. Rồi,
quá trời cái tay. Ừ, mẹ cổng đứa con ha, cái này đẹp lắm á, có gì. Dạ. Chồng quay luôn. Rồi. 95. 95. Ừ. Tàn cũng hết hồn nữa ha. Thọ hương già mùa tàn đẹp nha quý cô chú chị, đế cũ luôn à. Thầy quý cô chú mình đơn giới cho nhau liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh Tám giúp em ha. Cái này mình liên hết được 3 bo thì cốt lấy nhỏ luôn. Rồi, em xin mong tốn nha. Cụ đế của nó. Cụ đế là 21 ha. Hoành 12 ha, nó liền cốt chân, ba bo nó liền hết rồi. Bo nó bự trái, bự hơn luôn. Cao là 87 ha. Ngang là 85 ha. Rồi mã 95 Zalo giá 1.200.000 ha. Giá 1.200.000 nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi em đổi luôn nha. 96. Rồi cây này cũng phong tàn lùng lực luôn nha cô chú anh chị. Tàn tròn do luôn hả? Hàng già mùa nha cô chú. Tổng hoành đế là 22 ha. Hoành đó là 12. Dạ. Cái này mình ghép được 3 bo cho chú anh chị. Cao 77. Ngang 77 luôn. Rồi cây 96 vô lưu giá 1.100.000 ha. Dạ 1.100.000. Bao thọ xếp bao chậu mùa. Luôn già mùa. Dạ rồi. Rồi 97 là một cây dảo đao phúc ha. Đó. Dạ. Dảo đao phúc đang hot ha. Cây này dáng trực tàn thông. Đế đẹp. Đó, đẹp ha, đế đẹp luôn ha. Cây dảo đao phúc ha. Tàn hot như lắm. Ừ. Cô chú anh chị xem giáp đế giúp em ha. Anh chị nào hổng gài đòi dở đa phúc á, hôm nay có ha. Nay em được 3 cây à, đẹp quá trời. Dạ. Bông lớn lắm nha quý cô chú anh chị, đường kính lớn ha. Rồi em xin thông số luôn ạ. Cô đế nó dữ dằn. Cũng hoành đế, nồi đế của nó là 68 ha. Hoành thân nó là 20. Cao đó là 1m35 ha. Ngang là 97 ha. Rồi mã 97 Zalo giá 2.700.000 ha. Em bao xếp bao chậu luôn ha. Cái này bồ đế dữ lắm ha. 2.700.000 nha cô chú anh chị. 2 triệu. Đều cô chú anh chị xem cái bạn. Rồi, tốt ghép thì em ha. Bồ đế nó dữ lắm. Bồ đế tám mấy. Rồi. Dán trực tàn thông nha cô chú, mà đế đẹp luôn ạ. Một cây dảo đao phúc. Cô chú anh chị đang hót ha. Mai ngày liên hệ với số điện thoại của anh Tám với em ha. Dạ giờ em đỡ luôn rồi. 98 cũng dở đao phúc ha. Đó. Dạ là cây dở đao phúc. Cây này cũng là dán trực luôn hả cô chú. Thôi cây này về mình lấy bo được rất là nhiều luôn ạ. Cái cốt ghép nó đã to hết trơn rồi quý cô chú anh chị nha. Cỡ bằng ngón tay chỏ của mình luôn ạ. Không bộ đế cũng quái. Dạ,
tổng cái hoành đế của nó, ngòi đế của nó là 36 ha. Hoành thân của nó là 20 ha. Cao là 112 120 ha. Ngang của nó, ngang nó là 86 ha. Rồi mã 98 em giao lưu giá 2.300.000 ha. Dạ 2.300.000 nha. Bao xếp bao chậu luôn ha. Chở đào phúc ha. Dạ. Rồi. Em đổi luôn ha. Đó. Nó số 99. 99 à, bộ đế giữ dặn ha. Dạo đào phúc luôn ha. Đào phúc luôn. Dạ. Cái này xù ha. Đó. Xù me chơi luôn ha. Xù ồn bộ luôn ha. Đó. Mạnh quá. Sụt trơn ha. Chỗ này như cái củ khoai mì vậy thôi cô chú anh chị. Đang sụt rồi đây, đang xuống luôn. Cái này lên cho mẹ hết trơn luôn nha cô chú ha. Rồi em xin lên số nha. Tổng cái hoành đế của nó là 58 ha. Hoành thân nó là 19 ha. Cái này tàn đều hết trơn nha mấy cô chú anh chị. Cao 1m3 ha. Ngang 92 ha. Rồi cây 99 giảo đau phúc, xù này em giao lưu giá 2.800.000 ha. Dạ 2.800.000 nha quý cô chú anh chị. Một cây giảo đa phúc. Ghế đẹp là xù ha, xù cám hết ha. Dạ rồi em đổi luôn. Rồi mã 99 là mã cuối ha. Rồi em cảm ơn cô chú vừa qua ủng hộ em ha. Mong cô chú anh chị em ủng hộ tiếp tục ha. Rồi em xin chào. Dạ em xin chào, hẹn cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo ạ. Chúc cô chú anh chị mình chọn được cây mai thật là ý luôn ạ.